Các bạn xem video nếu cảm thấy hay và cho Thịnh TV Khmer xin một like và một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ để Thịnh TV Khmer có động lực ra video cho các bạn xem ha. Đây nè các bạn, dàn nhạc ngũ âm của chùa Phung Luân không có đây á các bạn. Đang chơi đám tang ở ấp Phú, xã An Quang Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đó các bạn. Đây là trống lớn nè các bạn. Trống lớn, đây là trống lớn. Thấy không? Trống lớn. Trong cái tách nước này luôn hả? Liêu lại cho không còn gì đó ăn rồi tách tư cái dọc theo quầy bia một pha ngon cho mình bạn quầy bia một pha đây cái chọc bàn riêng thôi ở ở tách chưa giảm thời gian thôi để cái tách tư mày gặp bạn còn đúng không hoa dùng liệt như là thế nữa bắt hành đẹp chứ đi cầm ngược lại phải tăng mới phải phật khang mới phải phật tỉnh không có ổn mà làm mà làm còn nữa rồi ngày cái ngành ngọt là phòng người đi học trường cái đó tại nữa Hello các bạn, hôm nay Thịnh TV Khmer sẽ điều vị cho các bạn xem nhạc ngũ âm Khmer chùa Công Phung Luông Công Phung ở đây ha. Chùa Công Phung Luông Công Phung ở đây, dàn nhạc này là của chùa Công Phung Luông Công Phung ở đây ở gần chợ Bắc Trang, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Trưởng đoàn của dàn nhạc ngũ âm Khmer chùa Công Phung Luông Công Phung ở đây tên là Sơn Mét. Đây đây là ông chú này là Sơn Mét đó các bạn. Ông chú này là trưởng đoàn của dàn nhạc ngũ âm của chùa Công Phung Luông đó các bạn. Nếu mà thấy chú chơi nhạc ngũ âm và thấy video của chú hay là có ảnh của chú hay là có chú trong video á, các bạn dùm share và ủng hộ đăng ký kênh và cho chú một like cho chú có động lực chơi nhạc ngũ âm cho cả nhà xem ha. Chú Sơn Mét ở ấp Sóc Cho Trên, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh chơi nhạc ngũ âm cho chùa Công Phung Luông Công Phung ở đây. Đây là dàn nhạc ngũ âm của chú nè các bạn. Còn em này tên là em Nguyễn Tài Năng á các bạn. Ở trong chợ An Quang Hữu, huyện Trà Phú, tỉnh Trà Vinh mình á, chợ Bắc Trang á, người ta thường chợ thường gọi là chợ Bắc Trang. Người ta kêu là chợ An Quang Hữu á, xã An Quang Hữu, huyện Trà Phú, tỉnh Trà Vinh á. Tay trống chính thức, đây là trống lớn nè các bạn, trống lớn nè. Trống lớn.